Hello, chào cả nhà. Hello, xin chào tất cả nha. Chào đã chào đến kênh Săn Bắt Ẩm Thực Tan Vlog nha. Chào năm anh em nha. Chúc cả nhà một ngày mới hạnh phúc và vui vẻ nha. Thì hôm nay mình sẽ đổi địa điểm quay nha các bạn. Mình quay gì đó. Đổi địa điểm quay. Đây là vòng vòng sao vuông của mình nha các bạn. Đây là vuông của máy của Đào các bạn. Quay gì nè. Quay vòng vòng vuông. Thì hôm nay mình tiếp tục làm món hột vịt lộn súp me nha các bạn. Hột vịt lộn súp me. Rồi bây giờ mình tranh thủ mình làm đi chứ giờ cũng trưa rồi các bạn ơi. Rồi xin mời các bạn vô túp liều chanh của mình nha các bạn. Giờ mình luộc hột vịt các bạn ơi. Hơi gió các bạn. Gió quá. Đây. Cái mà này gió. Chưa có ấy luộc, chưa xảy ra luôn. Đẹp quá bạn ơi. Nhấp chưa tới. Thấy không? Chưa. Đúng rồi, nha. Nãy giờ mình luộc hột vịt chín rồi các bạn ơi, giờ mình vớt ra các bạn ơi. Rồi anh nhờ Mai Cụ Tèo đập ra cho anh coi. Rồi anh sơ chế. Bây giờ nóng. Quên. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách đập hột vịt lộn chuyên nghiệp. Tao quá các bạn ơi, chơi ngu quá các bạn ơi. Rồi lấy giá đi cho nó dễ nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi. Nóng quá nghe các bạn. Trong lúc mình đợi Mai Cụ Tèo lột dịch thì mình đập tỏi. Đập hai bẻ hai ra. Đập bẻ nè, bỏ vỏ vô đây nè. Nóng quá các bạn ơi. Nóng quá. Dịch lộn ra mà không nóng gì được. Mấy cụ tèo thì dòng me còn sắp tỏi. Tiếp tục dòng me các bạn. Chuyên đề của Mai Cụ Tèo là me thôi, dầm me thôi. Không được niêm hả? Ừ, nghề chính. Dầm me dưới đợi tới khúc mà ăn nó. Chung ra là cái này khổ quá các bạn ơi, không đi mua gì được chứ. Có luôn. Quá. Còn cái ai? Quá gió rồi. Bạn ơi. Không có gì mùi gì mà thơm bằng thơm tỏi sấy hết trơn. Cái tỏi này ngon thơm nhất cuộc đời luôn. Thơm nhất nách luôn. Phải như mà sấy tỏi xong mình có cái dĩa ăn kế bên ha. Okay.
đổ nước này vô mình nêm cho nó ngọt nước luôn nha các bạn. Mình thì là làm cách làm hơi lạ hơn ta. Giờ mình nêm các bạn ơi. Một muỗng muối hai muỗng đường hả? Ba muỗng đường. Cho nó sánh nước lại chút các bạn ơi. Giờ mình thử nước cho nó vừa ăn chưa. Mình quên bỏ tương ớt vô nữa đó các bạn. Giờ mình bỏ vô sao đi, sao bỏ vô sao đi. Gió quá mình đo gió không rồi. Quên tương ớt luôn. Đèn chia nó thiếu màu gì. Màu này đó.
nhất là bỏ cho nó màu đẹp, cái thứ hai là cho nó hơi chua chua cay cay ngọt ngọt nha các bạn. Đây, đây là cái bờ thằng Khánh của mình các bạn. Đó, cái bờ thằng Khánh là nó đi nha. Ở đây mình đi xin tỏi luôn. Ừ. Đó, thấy chưa? Đó, ngon chưa? Cái chảo này mà đang đi ruộng vô mà đói bụng đi ha. Dọn cho nguội ăn một cái là. Thôi thôi đừng nói tới. Mình bỏ lên miếng đậu phộng nha các bạn. Ủa, thấy chưa? Bỏ vài cọng cam. Đây là thành quả của mình nha các bạn, hôm nay các bạn. Thành quả mình các bạn ơi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình bây giờ mình review nữa nha. Review trước hả? Review trước đây. Rồi cái nào ngon ngon review cái. Mình có quyền mình lựa đúng không? Được, cũng thoải mái đâu á. Mời cả nhà nha. Mời anh em nha. Mời 500 anh em trên mọi miền đất nước nha. Mời nha. Chấm vô sâu vui nè. Nóng đó nghe. Con thiệt đó. Mời anh em nha. Mình dùng nha. Mời cả nhà nha. Quá ngon các bạn ơi. Một vịt lộn ngon mà nóng răng me. Ăn một miếng rau găm nữa. Quá ngon. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ăn miếng rau găm các bạn. Một trứng luôn nha các bạn. Để một khẩu các bạn ơi. Mình làm miếng mời răng gục 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 gục. Quá ngon các bạn ơi. Mở nhà nha. Không quá lắm à. Cay cay dữ nè. Ủa. Gấp mấy vòng các bạn. Nóng. Này nóng xong mình ăn liền luôn mới ngon các bạn. Ngon các bạn. Nó hơi quẹo chân. Chuẩn bị nắng các bạn. Đây là chỉ có một miếng một bóng mát này là nhỏ nhau luôn nha các bạn. Xung quanh không có cây xấu gì hết. Làm hộp rồi. Mời Calamen nha. Nay là quay cho Calamen review quay. Rồi đi đi. Đây là Calamen mấy vuốt củ lông nha các bạn. Coi nè các bạn coi đây nha. Chuẩn bị nè. Thơm quá. Mời các bạn dùng nha. Ôi ôi luôn. Ôi. Sống nó còn nhảy rồi mà ơi. Mùi nhảy rất là ngon các bạn. Nó chua chua ngọt ngọt, nó thích the the. Phải rồi, phải đúng theo the mới được chứ. Còn cái vỏ hộp vịt luôn. Vậy mà ăn rất bài với Calamen. Ui, mất mẹ ơi. Calamen này từ hồi sáng giờ chưa ăn đó gì, giờ đợi ăn gì đó bụng quá mọi người. Có gì mọi người thông cảm nha. Cái mè nó giòn các bạn ơi.
từ lúc sáng tới giờ là bây giờ khoảng 11 giờ đó các bạn. Thành ra anh em làm giờ cũng hơi đói á. Ăn miệng lặng kìa. Đây là ca la men mình đó các bạn. Quá trời quá đất. Nó cỡ gì quay đây nữa cỡ. Calaman mình thấy đẹp trai không các bạn? Quá ngon các bạn. Calaman mà đi quay mà lỗi ghiếc rồi mất tiêu cái quần luôn á, quần sọt luôn á các bạn. Calaman là mình cũng chèm lắm chứ. Trời ơi, tôi cười cái máy lắc quá trời lắc luôn. Quá mệt mỏi với Calaman này. Các bạn à. Mình mới làm hai hộp mà mình ngán các bạn, mình ăn không được nhiều các bạn ơi. Béo. Để thử coi calamen này bữa nay là ăn dữ không các bạn. Chắc có thể là hết luôn đó các bạn. Cái vỏ này ra ngoài. Nhai luôn cái vỏ, nhai luôn, nó sột sột ngon lắm. Mình vô miếng nước cho các bạn. Quá khát nước rồi. Này sao dồn hết rồi đó. Tham lam. Ăn gì ghê vậy chứ. Ngu dốt. Đói quá đói rồi. Không ấy giờ quay vô chào cả nhà đi rồi ăn tiếp nè. Ok chưa? Quá các bạn ơi. Chào cả nhà nè. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi xem video clip thật là vui vẻ nha. Xin chào.